Xin chào buổi chiều mọi người á. Hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2020 á. Đây là 7 tháng 2 dương lịch, còn âm lịch là ngày 14 ha. Là nghĩa là sau Tết khoảng là nửa tháng đây. Ở trước mặt ta là cây cúc rồng bay á. Cái này thì mình đặt lá ngày này. Hình như là sau Tết mình mới đặt lá ha. Có mùng 4, mùng 5 gì mới đặt lá. Bữa nay nó lên bông nè. Đây, có bông coi chơi á. Coi như rằm tháng giêng nè. À, cũng có ít hoa xem cho chơi ha. Đây, cây này thì nó nhỏ ha, gốc cả ngón tay cái thôi. Cây này thì mình mua ở Bình Định á, mua hồi năm rồi. Cây này mua đâu khoảng triệu triệu ngoài gì đó. Thôi mà bỏ qua chuyện đó đi. Đây, chúng ta học cách làm ha. Cây thì nhỏ thôi, vô cái chậu này là nó có 2 tấc à. Cái rễ làm rất là khéo á. Đây, cúc rồng bay á. Đây là hoa đã buổi chiều á nè. Cái này thì không có xử lý thuốc gì hết trơn ha. Hoa bình thường nếu mà xử lý thuốc chắc có thể làm nó tươi lâu lắm á. Ngày mai hãy xịt thuốc cho coi, nó có tươi lâu không ha. Cúc rồng bay à. Đây giống như tên người ta đặt thôi ha. Buổi chiều thì bữa nay chân nguyên ngày ngoài nắng á. Thì tới chiều là hoa nó cũng còn cái nhị là còn sáng rực à, không có hề bị thâm á. Đây là cái nét hay của rồng bay nè. Cái nhị của nó sạch trơn à. Nhị nó sạch trơn à. Hoa rất là dày á. Đặt tên để phân biệt với loại giống cúc khác ha. Đây, ẩm rài thì mình vắn bóng á, vắn bóng coi như là không có làm clip mà chăm sóc mai sau Tết á. Đấy. Đấy thì trong khi chưng trong thời gian mà chưng Tết á, nếu anh em mà có theo dõi video của mình thường xuyên á, thì trong thời gian mà chưng Tết thế này nè, mình vẫn tứ phân nó đều đều á, cứ 7 ngày tứ phân loãng loãng một lần. Đấy, loãng lần thì cây nó sẽ rất là khỏe, sau Tết dưỡng lại thì nó khỏe lắm, cây không có bị suy yếu gì hết trơn á. Như ở vườn mình đây. Điển hình là cây đại lộc phía trước nhà. Phía trước nhà đó. Bữa nay nó chuẩn bị trổ thêm một đợt phân nữa, một đợt bông nữa nè. Em nhặt cái phân nó mấy cử ạ. Bữa nay nó chuẩn bị một ra một đợt bông tiếp theo à. Cái lần trước là mình cắt trụi luôn rồi. Cắt tất cả những cái hoa, những cái lá ha, mà bấm thâu cành lại, bữa nay nó ra một đợt bông nữa. Thì mình sẽ cho nó ra bông luôn ha. Cũng không có sợ, tại vì trong thời gian mà chừng Tết là vẫn cái phân đều đều không có sao đó. Đấy, điển hình là những cái cây mà sau khi chúng ta chưng Tết xong á, chúng ta bấm cành lại ăn thì nó sẽ tức nó ra những cái mầm bên trong nữa. Đó. Đó ha. Những cái cây đó ha. Ở đây thì mình ngồi trong nhà, mình ngồi ở chỗ không có đi được, tại vì Tết vừa rồi mình đi Bình Định á, định mình đi chưa tới đâu rồi đâu đó, đi mới tới thị xã Sông Cầu à, mới Phú Yên chưa tới Bình Định á, bị tai nạn rồi, tai nạn xong chuyển lên Quy Nhơn á. Lên Quy Nhơn thì cái chân này nó bó bột rồi ha, chắc cỡ tháng mấy mới đi lại được. Mày bỏ qua chuyện đó đi. Đấy. Còn sống là mừng rồi ha. Cúc rồng bay á. Cúc rồng bay đây. Màu sáng rực ha. Hoa không có bị thâm. Trong thời gian mà chưng Tết á, thời gian chưng Tết là tứ phân thì giữ lại cực, mà giữ lại nó đỡ cực. Còn em ta không có tứ phân á thì sau Tết thì em ta phải cắt bỏ tất cả những cái hoa mà những cái trái nó đậu ha. Đấy, rồi chúng ta tưới phân á, thì khi mà tưới phân gì chúng ta chỉ xài phân hữu cơ hoặc là dưỡng rễ thôi ha, chứ không có xài NPK. Tại vì trong thời gian này là cái rễ non nó ra rất là nhiều, nên chúng ta xài NPK mà lỡ mà xài quá liều á thì nó cháy rễ là nó làm hư cây luôn à. Tại vì trong giai đoạn này thì cây nó ra cái lá non nó không có quang hợp được ha, nó không có tiêu tốn, không có hấp thu được mấy cái chất NPK. Đấy, thì bón vào có thể làm chết cây luôn.
khi mà chúng ta đi mua cây á, chúng ta để ý là nếu mà chúng ta nhìn cái phần mà đất trồng đây nó mới á, nó mới á, thì chúng ta cũng không cần thay phân đâu ha. Còn những phần đất cần cũ á, thì chúng ta thay phân là chúng ta sẽ bỏ loại bỏ 1/3 ha, chứ không là bỏ hoàn toàn nha. Đấy, xem mà chân tết mà chúng ta vũ sạch cái bầu đất á, thì trồng cái cây nó yếu dữ lắm. Nên nhớ nha, thì sau chân tết xong là cái phần nhựa trong cây nè, nhựa trong rễ là nhựa trong thân nó rút ra, để nó bật ra mấy cái mầm bông này nè. Đấy, mà sau tết ta là cái rễ bắt đầu nó hút dinh dưỡng lại, mà chúng ta lại nhổ lên hết á, vũ sạch rễ á, là cây nó yếu lắm. Mấy năm trước mình cũng có làm á, thì bây giờ mình rút ra kinh nghiệm á, là sau tết chúng ta đừng có nên vũ sạch, chúng ta chỉ quả 1/3 thôi. Vũ sạch thì cây nào mạnh á thì nó lướt được, còn cây nào yếu thì nó chết luôn à. Nên mà đa phần những cái cây mà chừng sau tết mà chúng ta không có tưới phân á thì đa phần là nó yếu dữ lắm. Là cái quan trọng nữa nè, khi mà chúng ta cắt tỉa chúng ta thay phân á, chúng ta quan trọng là chúng ta phải để cây trong mát nha. Đấy, chứ không có để ngoài nắng. Để ngoài nắng là cái nắng của tháng giêng là rất là gắt. Ngoài nắng thì nó bị khô da cây, nó làm chết cây luôn. Đây, cắt tỉa này, thay phân và để cây trong mát ha. Nó chỉ có vậy thôi. Còn anh em nào giống như làm theo hướng dẫn của mình á, trong thời gian mà chân tết ta tưới phân đều đều á, thì sau tết ta giữ lại bình thường thôi, không có gì hết trơn. Giống như mấy cây đại lộc ở phía trước sân của mình kìa. Dạ, tại mình không có đi được ha. Đây, phía trước sân của mình nó nở vàng một lần nữa. Bữa nay là rằm nè, bữa hôm mình cũng cắt đôn á, cắt mấy cái bông này rồi đôn thâu nhánh lại, nó nở tiếp tục ha, cho nó nở tiếp tục, không có bị vấn đề gì trơn. Trong thời gian chân tết là không có suy á, mà sau tết nó lại có bông nữa. Anh em thấy cây thủ đức ở phía trước sân của mình á, mình hay quay đó, tuốt tuốt đó ha. Đấy, tuốt đó mình hay quay đó. Thì bữa nay mình về là mới cắt đôn nó lại nữa, tại vì nó nở hồi tết tây, nở tới tết ta, mà bữa nay nó cũng còn bông trên đó nữa. Đấy, nó nở trong vòng 1 tháng mấy á, mà cây không hề bị suy nha. Đấy, trong thời gian chân tết tưới phân đều đó, là cây không có hề bị suy luôn. Đấy, đây là rồng bay nè. Đây, một vài cái chia sẻ với anh em về cái cách dưỡng mai trong tết á. Đây, mấy năm trước thì mình cũng có làm video, mà nói chung là làm cái này thì cái nghề mai này, nghề trồng cây này, nói chung học mãi à. Mấy năm trước thì học kinh nghiệm của người này người kia, bắt chước làm theo thì nói chung là làm thì làm mà nó cũng không có hiệu quả lắm. Đây, chúng ta làm chúng ta rút ra kinh nghiệm thôi. Có người thì nói vũ sạch đất, vũ sạch rễ á. Đấy, mà mình nhận thấy vũ sạch rễ cây không có tốt lắm. Rồi mình đi hội mình đi triển lãm hoa xuân rồi đó, thấy người ta trong thời gian mà chân tết người ta tưới phân á, về mình cũng bắt chước mình làm theo. Thấy mà em đã tưới phân thấy hiệu quả ha, mai nở rất là lâu luôn á. Như là cây đại lộc đó nó ít bữa nó nở lại một cái nữa ha, là trong vòng nó có nở, nó nở 2 lần, là tết nở 1 lần, rằm tháng giêng nở thêm cái nữa. Cũng thú vị ha, nó nở trong vòng có 1 tháng mấy 2 tháng vậy, mà cây không có bị suy á, nó vẫn tốt bình thường đó. Chờ vậy, chờ vậy nó mới đã ha. Rồi sau tết anh em gọi hỏi mình cây giống rất là nhiều á, em rất là nhiều, thì cái chân mình thế này thì không có thể nào mà phục vụ cho anh em được. Thì anh em có thể là liên hệ cái số của ông anh mình ha, cái số điện thoại của ông anh mình. Đây, mình sẽ cho 2 số ở đây cho anh em dễ á. Là số của ông anh nè, 0389578456 à. Đây là một cái số à, là của ông anh hai mình. Hai mình thì nói chung hàng cây giống là như là gần có, như là muốn đủ á, rất nhiều giống, 10 mấy 20 giống gì đó. Rồi anh em nếu mà gọi mà có máy nó bị kẹt á thì anh em gọi số này giúp à, 0987500749 ha. Đây là số điện thoại của đứa em út của mình ha. Rồi, vườn mình thì ở Chợ Lách Bến Tre. Ở Chợ Lách Bến Tre, anh em nào ở gần khu vực á, thì có thể đến vườn chơi á.
Đấy. Đây, đây là ở nhà mình ha, ở bonsai Huỳnh Long đây, ở Chợ Lách Bến Tre. Đó, rồi nó đi ngược rồi. Đây, ở Chợ Lách Bến Tre. Đây, đây là ở nhà mình ha. Này, đây là nhà mình luôn nè. Đó. Nhà trong hẻm thôi. Rồi, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ ha. Đây, cách chăm chăm cây thật là tốt ha. Đây. Đây, chúng ta nếu mà trong thời gian mà chưng tết ta tưới phân á thì cây chúng ta nó đỡ suy lắm, mà nó hoa nó nở được lâu nữa ha, có thể là nó nở trong vòng tháng mấy hai tháng luôn. À, nay mai cây đại lộc phía trước sân nó nở, qua cho mọi người xem nữa. Nó nở mà nở nhiều mà cây nó vẫn tốt á, chứ mà nó nở nhiều mà nó suy là chuyện bình thường. Nở nhiều mà cây tốt á thì cái đó mới đáng nói nha. À, xin chào mọi người.